Thịt cái gì cũng ê ra, thịt nó ê. Để cho nó khô. Ướp cái là nó có dính gì. Cái đó thổi hơi cho nó khô thôi. Chú há ra. Há ra. Há ra. Ướp cái là nó không có dính. Keo này là nó kỵ nước. Có thể nó rớt cái gì đó. Có thể nó rớt cái đó không chị? Không biết do đâu này.